Ngày 7 tháng 5, đường bay mới Đà Lạt Cần Thơ sẽ chính thức đưa vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi và mở ra cơ hội hợp tác, khai thác tiềm năng du lịch giữa hai địa phương. Theo thỏa thuận ký kết giữa Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng công ty dịch vụ bay hàng không Vasco và công ty du lịch Vietravel, ngày 7 tháng 5, Vasco sẽ mở đường bay mới Đà Lạt Cần Thơ. Theo đó, chuyến bay đầu tiên sẽ xuất phát từ Đà Lạt lúc 16 giờ 30 và tại Cần Thơ lúc 17 giờ 35 với thời gian bay khoảng 1 giờ. Được biết, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo thành phố Cần Thơ sẽ có mặt trong chuyến bay đầu tiên này. Đại diện Vasco cho biết, trong giai đoạn đầu, Vasco sẽ tổ chức bay với tần suất 2 chuyến mỗi tuần và thứ năm và chủ nhật hàng tuần bằng máy bay ATR-72 loại 67 ghế. Sau một tháng bay với hình thức thuê chuyến của Vietravel, nếu lượng khách tăng, Vasco có thể sẽ tăng tần suất. Việc mở đường bay Đà Lạt Cần Thơ sẽ tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian đi lại cho nhân dân và du khách, mở ra cơ hội hợp tác, khai thác tiềm năng du lịch giữa hai địa phương.